Chiến sự Nga-Ukraine ngày 3 tháng 8 năm 2023, Nga nêu điều kiện nối lại thỏa thuận ngũ cốc, Ukraine dồn lực ở chảo lửa miền Đông. Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, Nga sẵn sàng nhanh chóng quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc nhưng thỏa thuận này nên thực hiện phần liên quan tới Moscow. Nước Nga và Tổng thống Vladimir Putin đã nhắc lại cả trăm lần về việc sẵn sàng quay trở lại một thỏa thuận thực sự. Không chỉ là đàm phán mà là chính thỏa thuận đó. Nga sẵn sàng làm việc đó ngay lập tức. Thỏa thuận nên thực hiện phần liên quan tới Nga, nhưng tới giờ điều này vẫn chưa được thực hiện, ông Peskov nói. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin, thỏa thuận có thể được nối lại với định dạng mới nhưng các nước phương Tây sẽ phải có hành động cụ thể để đạt mục tiêu đề ra. Liên quan đến chiến trường miền đông Ukraine, người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine Pavlo Kovaluk tuyên bố, trong quá trình tấn công của lực lượng phòng vệ Ukraine, đối phương buộc phải rút khỏi các vị trí ở khu vực phía nam Vaiivka. Cũng ở mặt trận miền đông, quân đội Ukraine tuyên bố tiếp tục tấn công xung quanh Bakhmut. Hồi tháng 5, Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Bakhmut sau nhiều tháng giao tranh khốc liệt. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ thông tin này. Nga đã không thành công trong việc giành lại các vị trí đã mất ở phía bắc và phía tây của Klishchiivka, cũng như phía tây bắc của cớt điểm Ivka, ông Kovaluk nói, đồng thời cho biết lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục ngăn chặn cuộc tấn công của Nga ở các hướng Kupiansk và Liman.